Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dự án Planet Eco. Thì Planet Eco là đang bước đi trên con đường của hệ sinh thái do Ethereum quản lý và sẽ áp dụng các công nghệ blockchain cho 3 trong số các ngành công nghiệp nổi bật của ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản. Thì Planet Eco là gì? Thì nó là con đường kiến tạo một hệ sinh thái chi phối của Ethereum và sẽ áp dụng công nghệ blockchain cho 3 ca trong số các ngành công nghiệp nổi bật như là ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản. Và lưu ý rằng chống chịu ảnh hưởng của một số thiếu sót có thể được khắc phục bằng cách kết nối hợp đồng mới, hay là bằng cách này Planet Eco sẽ tham gia vào thị trường đầy cơ hội sắp tới. Thì Planet là bước đi một hệ sinh thái chi phối của nền tảng Ethereum, và thuật ngữ ngân hàng trực tuyến đã tồn tại bao lâu cho chúng ta có thể nhớ. Và tuy nhiên thiếu sót lớn nhất của ngành công nghiệp này là có nó được biết đến với các phương pháp cổ điển của họ được sử dụng để kể từ khi thành lập ngành. Và vì số hóa đang gia tăng, ngành công nghiệp này không thể trốn tránh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ tiên tiến đang giúp các ngành công nghiệp khác bùng nổ. Thì Planet Eco là một hợp đồng giao dịch trong tương lai, và nó giao dịch trong toàn mạng và không cần kê đơn kỷ nguyên mới của giao dịch và dễ dàng truy cập. Thì Planet sẽ bán ICO với giá mã token là 0.004 đô, và giá thầu còn thời gian đăng ký là 0.008 đô, và ICO hoàn thành là 0.011 đô. Thì tên mã token của nó là Planet và biểu tượng là BKO. Thì nó là một loại mã ERC-20 trên nền tảng của Ethereum, và các bạn có thể mua bằng Bitcoin, Ethereum hay là Ripple, Yap hay là Litecoin hay là Bitcoin Cash hay là Neo hay là EOS hay là Binance hay là USDT, Euro, US, Go. Và tối thiểu thì các bạn có thể mua tối thiểu là 75 đô, và mũ cứng của nó là 10 triệu đô và mũ mềm là 1 triệu đô. Thì giá đấu thầu thì bán trước công khai, thì giá đấu thầu tối thiểu là 0.004 đô, và thời gian bán trước công khai là 15 tháng 3 năm 2019 đến 19 tháng 4 năm 2019. Đó là qua rồi. Còn bán công khai giai đoạn 1 thì giá thầu tối thiểu là 0.008 đô, và thời gian bán công khai là 20 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5. Cái này cũng qua rồi, bây giờ là bán giai đoạn 2, bây giờ quá trình giai đoạn 2, và giá thầu sẽ được giá thầu công nhất sớm nhất được từ các thuê bao. Thì giảm giá thì với cái nếu các bạn đầu tư 5.000 đô trở lên thì các bạn sẽ giảm được 15%, và nếu các bạn đầu tư vào Planet Eco 20.000 đô trở lên thì các bạn sẽ được giảm 20%. Thì tại sao là Planet? Thì năm bộ phận riêng biệt bao gồm ngân hàng toàn cầu cho vay và tiền điện tử và nền tảng bất động sản, một nhà điều hành bảo hiểm và trao đổi tiền tệ kèm theo mua sạc sóng miễn phí, năm loại tiền tệ khác nhau. Thì tiềm năng của Planet Eco là rất dồi dào, và chỉ riêng nền tảng exchange tiền điện tử đã có tiềm năng kèm hóa vốn thị trường giá 13 tỷ đô, giá trị nhân lên khi chúng ta về công ty nói chung. Thì mô hình thành công thì sự tích hợp và kết hợp cuối cùng của các sản phẩm và dịch vụ tài chính token hóa với bất động sản, và có thể biến Planet đúng lúc trở thành một tập đoàn khổng lồ với vốn hóa thị trường tương tự. Và Planet là một chương trình phân phối tiền thưởng. Người nắm giữ Planet thì phải chịu phần thưởng trừ 25% tổng số tiền thu được, hoặc các mã token phát hành chưa được sử dụng để tránh mất mát ổn định và biến cố. Thì nó sử dụng ER2, đây là API hợp đồng thông minh, và nó trên nền tảng ERC20 token, và cho vay chương trình trao đổi crypto, nền tảng bất động sản và blockchain phi tập trung. Thì đây là tổng quan về dự án Planet ICO. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại.